Ok, hello chào các bạn nhá. Ok, hello chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog của Trang Châu Phi. Anh em mình đang ở Hà Nội đấy, mới về hôm qua. Kết thúc của cái cuộc hành trình xuyên Việt xong. Và hôm nay là muốn gây bất ngờ cho tất cả anh em như Lệ này, Lôi, Martin Lôi, Tâm đấy. Đi ăn món gì? Mình ở đây có gì ăn bồi bổ sức khỏe cho anh em cái. Mình sẽ dẫn anh em đi đến một nơi ăn uống làm sao mà cho nó cảm giác nó thoải mái và ăn no say nhất. Và cái kèo này là kèo Lệ giả tiền. Đang gài mình ở Linh sẽ gài cho Lệ giả tiền nhé các bạn nhé. Tất cả các quán ăn ở Hà Nội đây thì anh Tiến rành hơn, nên là nhờ anh Tiến dẫn anh em đi bồi bổ sức khỏe sau một chuyến hành trình dài. Đấy, ok, bây giờ là đi lại đón Nhất Lễ với là bố Lôi với Lôi với Tâm ở chung cư. Vừa gọi điện cho bố Lôi là phải thay áo com lê. Com lê đẹp vào, để đi. Đấy, để đi. Đấy, chứ từ hôm đi giờ là cũng ăn uống là nó cũng hơi bị thất thường. Đấy, à, ok, bây giờ đi nha. Rất gọi là rất nổi tiếng. Bố Lôi hôm nay là chuẩn bị tắm cho Lệ một bộ đồ bếp. Không nghe tiếng, nghe tiếng đâu. Đi vào trong kia. Đi vào trong kia rồi gọi chú. Bò sơ, quán mộc. Cho anh cho một bàn. Water City à? Ô, đây. Ui giời, gì đây? Con gì đây? Bắt nó. Tại sao được này đi? À, để giá, giá. Ui. Đây. Nó cắn thật. Đây đây, cho Lôi xem nhá chú nhá. Cho cháu xin xem một con cua nhá. Cho cháu một con cua mà người ạ. Mà cho một con cua về nuôi nhá. Cho Lôi mang về nuôi. Cắp. Nhìn bạn thế đấy mà nhỉ. Ủa, lưỡi cầm đi. Lưỡi cầm đây này, cầm trao này. Chú ấy dùng cắn không? Không, cầm chú. Cầm ngang mà. Đấy. Con cắn con chú ấy. Không. Rồi. Rồi, mang về. Lôi giỏi đấy nhỉ. Wow. Đọc, nó cắp bây giờ đấy. Ui. Hiểu chưa, nhìn to nhỉ. Tiền năm là không quan trọng. Không quan trọng. Có sếp thoải mái rồi. Có sếp. Hai sếp bây giờ. Baga để nghe rủ. Hả? Hôm nay bọn anh sao lắc đầu? Nha. Martin Lôi trả tiền. Hôm nay bọn anh đến đây là chỉ có ăn thôi. Thế sếp bớt xe nè. Sếp phía ấy, bái Baga để nghe rủ rồi. Ôi thằng lưng lên, thằng lưng lên. À Lôi ơi, tí nữa là bố sẽ trả tiền bữa ăn cho ngày hôm nay. Nói đi. À bà cô đây kì bây. À, cô đã kêu anh đi ra đi nhớ ra kì. Bố nói, nó hỏi bố xem có ok không? Okay. Cười rồi. Ok. Ok. Oh my god, wow. Wow, ngon nha. Từ đâu, để xem nào. Đính đâu rồi. Nó chỉ là một phần thôi, ăn Lôi ăn chế độ mà kiêng mà. Từ nào. 5 cái là lo. Bao nhiêu? Đó bao nhiêu rồi? Đếm nào. Đếm xem nào. 1 2 3 4. Nói to lên chứ chẳng hay gì. 1 2 3 4. Rồi ok được. Thêm một cái nữa là 5. Thêm một cái nữa là 5. Ok. Rồi, tại vì bác sĩ bảo Lôi là ăn ít thôi, không là ấy nhá. Bụng đây. Được rồi. Rồi, đó là bác sĩ nói không phải chú Linh nói nhá. Nào, từ từ. Lôi, đây. Lôi. Không được chấm ớt, không ăn ớt. Từ đã. Bác sĩ nói đúng không? Là Lôi ăn như thế nào? Ăn nhiều. Bác sĩ bảo ăn nhiều à? Bác sĩ bảo ăn nhiều, ai bảo ăn nhiều? Bác sĩ bảo nó ăn nhiều. À, bác sĩ bảo ăn nhiều. Đáng rồi. Không được chấm nước ớt. Để xem nào. Thấy chưa? Cái gì nhỉ? Cái này ăn như nào? Cái này ăn biết sành ăn thì đây kia đi. Hướng dẫn cho bọn anh cái chứ. Cũng ở bên kia về nên là chưa biết cái gì. Từ bấy ngồi là ngồi xem, mình cứ tưởng ngồi chờ cái gì. Hả? Ý là phải đeo găng tay đúng không? Alo, cái này cái gì chứ? Tập trung bên kia nào. Tập trung
chung để xem cái này ăn giống ở trong hôm Đà Nẵng ấy. À. Hôm Đà Nẵng ấy. Là như này đúng không? Không được sống nước ớt. Thích đau bụng à? Đúng rồi, đau bụng. Kiêng nốt hôm nay thôi. Cái này gọi là bánh... bánh đây. Cuốn... Đây là heo căn của bánh tráng, kia là bò căn của bánh tráng á. Thì... Đây, heo. Lại bánh ăn em ạ. Mình dùng cái bánh phở á, để cho... Thôi để cho bạn này hướng dẫn để xem như nào. Bác sĩ có cái này lừa chứ chén đo, bác sĩ bảo ăn nhiều vào. À, bác sĩ bảo ăn nhiều vào á, ai lại bảo thế? Bác sĩ lừa chú Tiến bác đấy. Bác sĩ lừa chú Tiến à? Lên lừa. Rồi. Mình sẽ lấy thịt trước đi nhá. Rồi, ok. Rồi, nhìn kìa, lúc nhìn kìa, lúc nhìn kìa. Một miếng thịt. Nhìn cách làm kìa. Rau thì xin mình có thể lựa chọn rau ạ. Xin cho chú một cái. Đây, 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 tập trung lôi này. Cái này quan trọng này. Lôi này, nhìn này. Cái này. Cái này ngon này. Đây là xà lách ạ. Mặt tư lôi, hôm thịt về nhá. Hôm thịt về thì vui, phải dê bê. Đây. Rồi là dưa chuột. Vâng, dưa chuột. Thôi anh hoan dưa chuột đâu đi ơi. Thế à? Ủa, cái này cuốn của em mà. Ô, tự cuốn cho anh. Đâu, bạn kia mới cuốn cho anh kìa. Thôi, bạn kia cuốn cho bố lôi rồi. À, thế à? Em cuốn cho anh. À, đây à? Rồi, thử nha. Cái này là cuốn cái này chứ. Cái này chấm với gì em nhỉ? Đây, chấm với mắm nêm trên mặt bàn luôn ạ. Mình có thể gia giảm, ví dụ như kiểu là thêm ớt hay là thêm quất vào đều được ạ. Đấy, thấy chưa? Chấm hộ cho. Chuyên nghiệp chưa? Đây, chấm hộ cho. À, thế à? Cái này lúc em bảo chấm cái gì nhỉ? Chấm mắm nêm trên mặt bàn đấy ạ. Ở gần em hơn này. Đây. Rồi để bạn lấy thêm nữa nhá. Thử đấy. Chấm cái này nhé. Anh đi thôi, chú Tiên. Gì? Anh đi thôi. Miếng đầu tiên. Rồi ăn thì riêng đầu tiên. Anh ăn nhiều quá. Ăn một miếng đầu tiên lại bảo đi thôi. Anh đi thôi, ăn nhiều. Rồi đi thôi. Đây, ba lôi thử cái nào. Lôi như nào? Cảm ơn tôi ạ. Mới ăn mà chưa mời ai à? Tôi đang cạnh bạn à. Ừ. Rồi chấm đi. Rồi chấm đây. Chấm đi để thử ăn cái. Nôi bảo là yêu con mẹ bô cụ thôi. Nào đây. Rồi nhìn đây xem các bạn hỏi cái ngon ngon kìa. Biểu cảm kìa. Ngon à. Ngon như nào? Mặt mũi nào? Ngon nét. Ôi ơi. Tôi đến ăn đi, tôi ăn nhiều, ăn nhiều. Nhiều, ăn nhiều vậy. Ngon như này. Chủ trầu này nhìn như kiểu bạn bè. Ngồi ăn đi thôi, ôi trông kìa. Ủa ngon thế nhỉ? Oh my god. Khi nào ngon thì mặt biểu cảm. Wow. Nói chung là phải thử cái đã. Nãy giờ là chưa được ăn. Ê, Linh có thể bày cho bố lôi thêm cái từ khác được không? Lúc nào cũng ngon. Ngon không? Ngon. Đây. Cho cái cuống ra. Cho cái rau ra. Đây này, cho cái này ra này. Rồi, thử nào. Đây là món là cũng là đặc biệt của quán đây đúng không? Bánh xèo lờ ấy. Đây. Nước chấm ngon nha. Nước chấm ngon à? Ừ. Dê này, dê này đi tôi để lên nhiều. Lôi ăn bên kia nhá, cứ ăn bên này. Cái chấm này là... chắc là độc quyền đấy nhỉ? Có gì đâu, có xin... công thức à? Công thức về làm cơm hay gì đi. Quan trọng là biết làm cái này không mới là quan trọng mà. Làm. Đây là tự làm. Chờ. Đây anh Tinh lấy cái bịch ra. Chờ. Linh lâu lắm. Đói quá cho hai bàn miếng thịt vào lúc luôn. Anh thử đi. Cái mắm nêm ăn à? Ừ. Mắm nêm. Ngon. Này, làm cho lôi cái đây. Cô đây làm cho lôi cái. Cô đi làm cho lôi cái đây. Thôi ăn đi thôi. Đấy, tay, tay luôn. Để hai để dòng nhỉ. Rồi. À, lôi em thôi ngoan đấy nhá. Lôi cảm ơn cô Lệ rồi nhá. Lôi buồn ngủ rồi nhá. Nhưng mà quán này là... bò tơ đúng không? Bò tơ. Nhưng mà tại sao lại bò tơ? Bò tơ là bò non ấy. Bò còn cần tơ ấy. Làm gì phải?
bò bắt đầu đến cái tuổi giao phối. Không được kêu đấy không? Như kiểu là người đến tuổi dậy thì ấy. Đâu ra? Cho anh hỏi với em này, anh hỏi em này. Ừ. Anh xin khác. Anh xin khác là cái bò tơ của nhà em ấy là bò từ 4 đến 5 tháng ạ, là bò chưa trưởng thành ạ. Bò tơ đấy, chứ không phải là bò non. Bò 4-5 tháng là chưa trưởng thành đúng không? Vâng. À, mới đẻ ra là 4-5 tháng á? À, được 4-5 tháng là chưa trưởng thành đúng không? Là gọi là bò tháng. Bò tơ như sứa. Thế thì gọi là bò dậy thì cũng đúng không nhỉ? Bò chưa dậy thì chứ. À, bò chưa dậy thì luôn mà. Vâng. 4-5 tháng thì làm sao mà đã dậy thì được? Vâng. Thôi đau đầu quá. Thôi ok. Vâng. Ủa, đó là không thắc mắc thôi, thắc mắc. Rồi. Rồi, ăn toàn vỏ rồi. Từ để chú xem nào. Ơ, thằng này. Thịt bà tê. Thịt đâu? Thịt đâu? Con này đâu? Đây, nếu mà lôi chấm bánh cái món bánh tráng cuốn heo quay này thì được chấm bao nhiêu điểm? Chấm điểm. À, bao nhiêu điểm nào? Cho ăn miếng này này, để lấy này. Chú mà chấm được kiểu như này. Đây. Ừ. 10 điểm. 10 điểm ạ. Ngon à? Ông bây giờ như nào? 10 điểm. 10 điểm như này các bạn ạ. 10 điểm nhé. 10 điểm. Đây, bỏ tơ đây. Đấy. Thử cái nhá. Ngon như nhân nhỉ. Hả? Ngon. Đây là lôi nhá. Đây chủ tiền làm cho lôi này, chủ tiền bày cho lôi cách làm. Rồi. Bò tơ gọi là con me còn gì nữa? Con me đấy. Con B. Con B. B me. Me chứ. B là một. Lại bắt đầu cãi nhau. Ở ngoài Bắc thì gọi là con B. Bờ đấy. Thì gọi như là me đấy. Em đang bảo là cái thịt này giống như thịt me á. Thì chắc gì cái thế me. Me là con me. Ở miền Trung là me. Đúng không? Có thế à? Trên con me mà dưới con bò. Đấy, kiểu thế. Đấy. Người ta ăn quen rồi, người ta thấy khách bàn bên đây quen, lôi rồi thôi thử nhận xét cho chú Linh món này nhá. Bò tơ đấy cái gì mà non là mình ăn luôn nhá. Đây chú Linh chậm này. Ui. Được. Đẳng cấp. Bao nhiêu? Mấy điểm? Mấy điểm? 10 điểm á? Nên nhìn 10 điểm. À. Được. Nhắc đi. Ai nhắc đi nhờ. Nhắc gửi món hoa màu hỏi tinh luôn ạ. Nên là một món mà được ngon quá. Đứng dậy. Cái gì? Nghĩ nào? Các cô. Anh em ơi. Ôi lẹ anh em ơi, đây các chú, các cô đây. Anh em ơi, cả bố mày ở đấy. Bố ở đây. Anh em ơi. Đứng lên hô hào thế nào. Các cô, các chú ơi. Trời ơi, anh em ơi. Bố mày đây, anh các chú, các cô đây. Anh em ơi. Sao? Rồi. 1 2 3 Chào ba. Anh em ơi. Không, các cô các chú ơi. Các cô các chú ơi. Cô các chú ơi, nhanh nào. Thôi, nhanh. 1, 2, 3. Anh em ơi. Các cô các chú ơi. À. Thôi, chỗ nào. Kêu anh em ơi vẫn cảm xúc các hơn. Các cô các chú ơi, nhanh lên, ra phía đường phim ra.
Trêu ấy. Đừng có trêu nào, đang quay phim kìa. Đang quay phim kìa, đây chú Tâm đang quay kìa. Rồi, hiểu rồi. Các cô các chú ơi. Ờ dù cái để uống ăn thịt thịt nguội đấy. Nào một đấy cơ. Các cô các chú ơi. Ơi. Một hai ba. Dù. Hai ba. Dù. Hai ba. Wow. Ok, tuyệt vời quá. Các cô các chú mà. Ờ 50 thôi à? Hay là hết? Hết hay là 50? Hết hay 50? Uống ít thôi. Hết hay 50? Wow. Ui, hết luôn à? Rồi thế no rồi không phải ăn nữa, thôi ngủ đi. Ngủ ngủ đi. Rồi. Thử cái bò bạc hòa dịu sướng á. Đây chẳng là cái này. Nhìn như đứng núi nhỉ? Hả? À? Đây. Chấm cái này á. Chấm cái này à? Thử nhá. Có lẽ nói chung bò cũng phải nói chung gì. Bò tươi, ăn nướng như này ngon. Cái gì đây? Nóng quá à? Ngon quá. Được rồi, thịt rồi, nóng rồi, nhả ra đi. Nhả ra. Nhả ra đi. Nhả ra. Nhả ra, nhả ra. Nhả là mất, nhả là mất, nhả là mất luôn. À. Bảo nóng mà. Nóng thì nhả ra. Nóng thì nhả ra. Ngồi, ngồi, ngồi. Bò ngon nhở, mềm mềm. Bò tươi. Tươi, mềm giòn luôn. Ừ. Trời ơi, bên ăn có là hiếm khi mà ăn được cái bò này đấy. Ngon nhở? Có à? Ăn gì kiểu bên châu Âu cũng được. Ôi mấy ông cứ ăn thì thêm ngon mình. Ra không có tiền mà trả đâu, vừa vừa đâu. Ừ. Rẻ ha. Rẻ không? Mà. Ở đây ăn rẻ mà. Anh ăn quen rồi anh thấy rẻ không? Rẻ rồi. Ok. Tin tưởng. Yên tâm mà. Tôi chẳng có tiền thôi. Yên tâm. Boy begin. Ngon. Can mua được cua rồi. Now boy my very way. Can ta rất phụ nữa. Tipo voi di solito usano. Ah, igual di besta di solito. Io amigo, amiga. Amiga in 18 anni. Giống như 18 tuổi. Vai amori là cui à luôn. Đúng không? Mình nghe là ông Linh nói về là bố mắt đi rồi như gái 18 tuổi luôn đấy. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi là hiền từ bà. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thử thêm món thịt bê chao. Bê chao. Hả? Lôi đây. Cái gì cũng ăn kia ta đấy. Ngồi đấy. Đang còn nhiều món lắm. Ngon nhỉ. Anh Tiền giới thiệu được đấy. Đây là mình ấy đấy. Mình gọi là đến đến tiệm thưởng thức không mất tiền đấy. Không à? Ui à. Dạ. Ừ. Đấy, có món này này. Thử anh. Cái tên này lôi chân đo mà. Hả? À lôi chân đo hả? À. Ê, cho lôi thử cái này. Vừa, vừa ăn. Đâu? Bụng to như này mà. Hóp bụng. À, hóp bụng. À. Thả ra, đừng thở. Thả, đừng thở. Đó. À, no rồi. No rồi còn gì nữa? No rồi. Bụng bánh này. Ồ, đâu? À, đâu đây, bùng đây rồi, đây rồi, đây rồi thế bùng này mà đây rồi nhá, bùng này là no rồi mà bùng này trên no à, thế à, bùng này cho là ông hóp bùng lại rồi, cho tôi ăn miếng đấy đó, đây đây thử nào. Nào gì đây, gì đấy, nào bị sao đây? À nó buồn ngủ rồi hay cho đi ngủ đi nhỉ? Thế đi ngủ thôi. Ngủ nhá, thì nằm đi ngủ đi. Là để thử test cái món cái này dùng rồi gì nhỉ? Rồi bò chiên. To rồi quá. Cái này bùng to này. Mô. Mô. Bùng họp gì? Bùng họp. Đây. Cái này thì chấm với nước này đúng không? Xả quá. Anh em ơi. À, xa quá. À, ok, hồ hồ đúng không? À, cà chú ơi. Bố lôi. Ăn đi. Bố lôi test thử ấy. Không mời ạ. Mời bố lôi. Lôi chắc không ăn đâu nhỉ. Cái này rán đúng không? Cái này rán đúng không? Thường thường mà mấy cái đồ rán ấy ăn rất là ngấy ấy nhỉ. Nhưng mà cái này ăn ngon mà không ngấy. Ừ. Nhân
làm miếng nữa. Làm miếng. Kem với làm mấy cái rau chứ. Làm miếng nữa. Cho. Rau kia đấy. Đấy. Nó phải kèm theo cái này là đỡ ăn được nhiều hơn đúng không? Đây. Khi nào chút dê rồi. Kèm. Khi nào này là đen rồi. Nước khoan nữa à? Cái này à, làm cốc bia nữa thì phải chấm hết luôn. Này phải lái xe. Nhưng mà nhậu các cái món này đây em nhậu vào đó, ăn ngon. Thịt bê trao. À, thịt đây này. Thịt đây này. Thịt hành chứ. Không, không phải thịt đây ngon lắm. Hành, thịt. Hành tỏi. Thịt. Người ta nhìn tỏi. Mình nhìn giống như thịt mỡ, nuôi ăn thử thôi. Bố mắt đi lôi. Es como. Cuya. A bay na come si me mai ngue khoe ki cuya. À din. Là đó. Es zing zing gu. Tỏi. Dạ. Tỏi là. Zing zing gu. A bay zing zing gu. Zing zing gu. Nó gây không mệt. À, sao mấy cái đồ ăn ở đây không? Ăn không bị nghỉ đâu. À. Uống đi rồi. Nào, thôi uống nữa. 10 điểm. Mấy điểm? Như theo như anh Tiến thì anh Tiến thấy món nào ngon nhất? Ăn từ mấy giờ mới hỏi? Hả? À? Để ăn xong đi rồi hỏi. Đang ăn nhai. Thì Linh ơi, Linh, 100 điểm luôn. Mấy? 100 điểm. 100 điểm á? 100 điểm luôn. Thế à? À, Lôi ăn ở đây, Lôi cảm thấy ngon không? Ngon à? Hả? Ngon à? À, tất cả món này đều ngon đúng không? Ngon à? Ừ. Thế được. Thế là gọi nữa nhá. Ăn thêm nhá. Thôi, ăn mãi nhá. Ăn đi thôi. Không em mãi nhá. Rồi, em lấy hết món còn lại ra đây cho bọn anh. Lấy món nhá. Hả? Shake á? Không, no, phải mai. Aumenta mai. Aumenta mai. Cởi cúc ra đi, cởi cúc áo ra đi. Ờ, ngồi phải cởi cúc áo đấy. Tiếp ra, tiếp ra cúc áo đi. Ôi, sếp mà giờ ngồi phải cởi ra. Ờ, sếp đi. Cho bên này anh đi. Anh biết cho bên này không? Gà. Ngon quá, chè ngồi quá. Ôi, gà. Gì đây? Nướng này sẽ được ăn chung với xôi đất nương ạ. Ui, ngon này. Món này nhà em là sẽ được quay bằng lu ấy. Thì da nó rất là ống và mềm. Ôi, xà. Đây. Gà nướng lu. Ơ tư. Ông này đùa chứ. Rồi. Đây. Ôi. Xin cái đùi, cho Lôi cái đùi. À, từ. Cho chú Linh cái đùi. Từ. Cho chú Tiến cái đùi. Wow. Wow. Lôi ăn nhá. Ngon quá, ăn à. Từ. Nóng ấy. Ngon. Vì Linh cắn phát là nước bay vào mắt luôn. Nơi chú Linh bay này. Thế là cái khác. Thế là cái đùi khác kìa. À đùi gà, ok đùi gà. Cảy mấy cái này nóng thì chú Linh phải cho nó nguội lại chứ. Rồi tới đi. Có bé đi. Ua, chà. Cho chú tiền miếng, nhá. Kìa, được kìa. Ăn chung ngon nhỉ? Ăn chung. Hai mùng hôm này hết cái đùi, hết cái đùi luôn. Yeah, cái là nướng ở trong lu đúng không? Nướng ở trong lu đập ra đúng không? Đúng, đập ra. Ừ. Ngon mà cũng mà bảo không ăn nữa. Ui sao món nào cũng kiểu là đặc biệt nhỉ? Bố Lôi bảo gọi nhiều tới đây. Làm đặc biệt nhỉ? Đây. Mấy khi hùng tôm. Cho cái không cho được. Ông này cầm lên là bảo mắm tôm. Mắm tôm. Lệ phải cho đi ăn sập quán rồi đấy. À, ăn sập quán luôn. Ngon. Em sẽ gửi món tiếp theo nhé. Đây là món ốc xào chuối đậu. Đây là món đồng quê của bên em ạ. Khách hàng đến
có rừng mộc. Nếu như mà muốn gọi món đồng quê thì trường sẽ gọi ốc xào chuối đậu ạ. Ốc xào chuối đậu. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này ngon nhỉ? Cái món này ở trên Lôi ăn không? Từ chối rồi đúng không? Cho nghỉ một tí. Ờ, cho nghỉ tí. Ôi, ôi, ôi. Rồi. Không uống nước nữa. Nó rồi chú đem bật phải uống nước để ngủ. Bỏ ra ra. Bỏ ra. Chú đem nó. Cái này ngon nhỉ? Cái phòng tôm này về là cái thịt bằm này. Không uống nước nữa. Cái này thịt bao bằm mình lầm hết rồi. Vài con me rô không? Mềm. Cái thử phừng để mình chấm với xôi nhá. Ok ok. Thôi ngồi đấy đi. À lôi thì đổi chỗ chú nhá. Thôi để ngồi đó thôi. Đổi chỗ chú để chú ăn nhá. À vẫn đòi cái này à? Khoan từ từ để chú làm nhá. Để chú Linh lấy cho. Không phải cắt gì đây, không phải cắt gì đây. Ăn ăn ăn. Không ăn không ăn không. Không có ăn không. Không ăn không, cho nhanh ăn không. Phải kẹp một tí. Ăn không. Đây, ốc đi. Ăn không phải ngon đấy, ăn không là. Cái ngon. Này là ốc gì? Ốc ốc xào chuối đậu. Ốc xào chuối đậu. Ôi dạ. Hay vậy, nãy giờ ăn bao nhiêu món mà không nghĩ gì nhỉ? Ừ. Hả? Nhưng mà món nào ngon luôn đấy. Ừ. Gia vị. À. Nghĩa là đi ăn gia đình hay là nhậu nhẹt. Đều có hết. Uống hợp. Đây. Chú đang kêu nhiều đồ ăn đi. Cô Lệ bà. Cô Lệ kêu Linh. Cô Lệ kêu, kêu trong lôi bà. Cô Lệ kêu trong lôi bà. À, xôi với là vừng lạc đúng không? Cái này là gọi là vừng đúng không? Xôi chấm vừng ăn với gà. Chấm vừng ăn với gà. Ôi nhìn lại kêu nhiều món quá. Ôi ai kêu? Ăn tiền kêu ấy. Ăn như không phí. Gọi mỗi món một ít ăn thượng thước. Ăn mừng mà, đi ăn mừng mà. Ăn mừng chuyến đi thành công tốt đẹp mà. Để kêu muốn nấu ăn thôi nha. Xong rồi, chú tiền. Xong rồi chú tiền tập nha. Xong rồi mình chạy nha. Ờ, đợi tập. Lên còn phải lên lừa. Lên lừa. Lên bảo cô Lệ cái gì? Lên lừa cho em. Lên lừa đó, lừa thôi. Đây, bắt đi chấm cái này này. Mi ra đi. Nghe thấy rồi. Ừ, đúng rồi, thôi phải ăn với vừng vừng lặng. Lên lừa thôi, còn phải. Chặt đi lại. Đây. Lên. Hả? Ngon. Xôi rồi, cầm một tay luôn. Nhưng mà sau có tiệc tùng gì hay là khách gì mới mới chia đôi ra đây em ăn này. Về đây ăn. Sắp sinh nhật rồi. Mà hầu hết là tất cả món ở đây nhá. Hey, hầu hết là tất cả các món ở đây là khẩu vị là ai cũng ăn được. Ai cũng ăn được. Kể cả tây này, đây là tây còn gì nữa. Tây mà ăn đồ Việt Nam này. Có tơ đây nó nhiều cơ sở. Ừ. Bao nhiêu chi nhánh ở đây? Đấy, trước anh em ở trên chỗ thì Hồ Trúc Bạch à. Hồ Trúc Bạch là đúng không? Trên Hồ Trúc Bạch là địa chỉ bao nhiêu thì anh em nhỉ? Số 2 Đặng Dung. Ngay Hồ Trúc Bạch ấy. Ở đấy gần nhà em hơn. Đây anh thử cho em cái món xôi gà nướng lu đi. Xin người đi về thôi. Ăn nhiều ấy. Cầm vào tay này. Đây. Đấy, chim chim ở nhà này. Thế à? Xôi phải chuẩn về này. Đấy. Kèm theo tí gà nữa. Đây. Xôi gà này. Mềm. Ông Ánh luôn nhỉ? Mềm mà vẫn kiểu ông Ánh luôn. Dính vào nhau, rất là ngon. Ăn kiểu cái xôi nếp đương ấy. Đừng có đi lại. Đừng để cái nó. Để gà nếp đương. Gà sao? Gà nướng nu thì khỏi chê rồi. Là nướng ở trong cái nu á. Nướng trong cái nu á. Thế là thì nó không quá ướt mà cả không dầu quá thì khô không bị cháy. Ngon mà. Cái nu như nào anh? Cái nu như nào? Cái nu cái niêu ấy, gọi là cái niêu cái gì nữa? Cái niêu ấy. Bỏ trong trong niêu rồi bắt đầu đập nướng ra. Nướng rồi đập ra. Thịt nó mềm. Để bấm đi, bấm xôi đi. Bấm rồi. Đang bật tối ở đây bên đây là này ạ. À anh này cứ
anh lại cứ đi tìm anh lại cứ đi tìm nút bấm ở đây giống cái bếp rồi bình thường ta giống cái bếp nhà anh là bấm ở đây đấy hay à hiện đại đấy, đúng không thế là lại phải chờ à nhìn này nhìn cua đây, ngon nhỉ Đấy, con cua nó quên mà mình đi qua mấy anh ấy bóc ấy. Có nhiều riêu nhỉ? Cái này riêu phải không? Cái này riêu cua. Riêu cua. Riêu cua, bắp bò. Đây, đầy đủ luôn. Cho tất vào. Gì mà vội đây từ từ á. Cho tất vào. Cho nó sôi đã. Đang nào chẳng sôi. Đây. Wow. Riêu nhiều nhờ. Có những quán khác là có tí rồi. Được bắt con rồi. Qua nhiều rồi nhỉ? Nhiều ấy, còn riêu. Đấy, có lẽ vung không nhỉ? Nhanh sôi. Có chứ, từ đấy, đợi tí em quấy đảo một tí nào. Từ từ đó. Kiếp ông này ăn khỏe thật đấy. Mới ăn đấy mà đi có một vòng mà gì đã đói rồi. Không, nhìn hấp dẫn. Mùi lọc à? Này, lau cái mặt qua đó, để ăn tiếp. Cảm ơn nhá. Không cần cảm ơn à. Chu đáo quá. Đây tí nữa là cái này là nhúng vào đây đúng không? Giờ kế hoạch chưa? Lôi ăn cho ngẩn ngơ. ngẩn nó có thật đấy, ăn cho ngẩn luôn mà. Đây đây này. Hôm qua bố Lôi bảo với mình chứ. Ơ thế các anh không đi làm à? Toàn thấy đi ăn. Sáng dậy ăn. Ăn xong lại thấy ăn trưa. Vẫn trưa xong lại ngủ lại đi ăn tối. Đúng rồi, không thấy làm việc. Bên kia ấy, suốt ngày đi làm thôi. Về đây là suốt ngày ăn. Nói ăn đi ngủ. Rồi. Ta thử cái này được nhá. Tôi khuấy cái này đi. Cái này cứ kiểu rồi được ok rồi. Chưa gì. Hả? Chưa. Nó phải tái một tí chứ. Ôi chín chín á. À thế à? Từ từ nào. Cho thịt rau vào nữa. Thôi rau gì ăn tập trung ăn thịt đi. Không nên ăn rau mà. Cho một cái muôi, Cho một cái muôi kia. Đây. Không, mua này không múc được. Múc riêu còn gì nữa. Ăn cả nước. Chán thật đấy. Đấy, thấy chưa? Lôi là không ăn được nữa mà nhá. Lôi là xin phép dừng nhá. Ok. Nôi không ăn được cua. Không ăn được. Cảm ơn. Nôi cái cua này không ăn được đâu mà. Bố Lôi nào. Đấy, lâu lắm mới thấy cười. Đấy, lâu lắm mới thấy cười đấy. Lâu lắm ui nha, đâu có mặt cái này đâu. Làm một méo rồi mà. Nó ấm bùng mà. Món này là nó ngon nhất của quán này còn gì nữa. Tay ngon được. Cua cá ngon được. Quẩy sôi sôi nhanh như này. Cái lé đâu. Ê, nhìn kia ông Lôi đang diễn kìa. Bắt đầu đấy. Thèm lắm đấy, nhưng mà không được đâu. Thơm nhỉ. Thơm. Ngon không? Thơm. Con thịt rau không ơi? Ngon. Tiếp. Tiếp một mùi gì? Rau nấm. Nấm là cái nào? Đây à? Không, cái kia. Nấm kia trắng kia mà. Ôi trời ơi, à, không biết nấm là cái nào. Cho tất vào. Angola làm gì có cái nấm này? Đi thôi. Angola làm gì có đâu. Ôi thịt được rồi. Ăn đi, rồi cái gì? Làm vừa người thế. Đây rồi, quên mất chưa gấp tuần lễ. Này cái ba đây. Này mà đi đến nhà vợ thì sao ta? Ngồi ăn như anh, này. Anh vẫn phong cách thế mà. Quan tâm ai đâu mà? Không phải quan tâm ai. Tính mình đi đâu là ăn nhanh. À đây thôi. Ăn nhanh. Đây. Thế đi trước đấy. Bò tơ đây. Bò tơ. Bò tơ lúc nãy là có ăn bò tơ quấn rồi đúng không? Quấn. Bây giờ đến lẩu đúng không? Lẩu. Sao đấy? Thôi. Are you okay? Đây. Lôi cho ngủ em về. Ngủ đi, Lôi ngủ đi. Lôi ngủ đi. Nghe nó ngủ đi. Nhá. Đây. Rồi. Ngủ ngon nhá. Nhắm mắt lại ngủ đi. Nhắm mắt lại ngủ. Tí rồi về. Đấy. Cho nó ở đây. Ngồi cả.
Ở đâu rồi, thịt đâu rồi, đây. Cho anh đĩa bún nữa nhá. Dạ luôn. Sao mà phải gắng đấy. Cái này ăn với bún. Cái này ăn với bún mà. Anh em, nồi lẩu này thường xuyên anh ăn hay lẩu ở khắp nơi rồi, anh xem cái nồi lẩu ở đây coi như thế nào. Nhiều riêu. Nhiều riêu với là không bị tanh đúng không? Ừ. Anh đi ăn thì bọn anh gọi ít món hơn thì nhậu. Đúng rồi. Uống bia uống rượu vào. Sao lần này anh gọi nhiều ấy? Hôm nay không uống bia uống rượu thì gọi nhiều. Nhưng mà lần nào uống bia uống rượu chỉ gọi một vài món thôi. Đây rồi, bún đây rồi. Ok. Rồi làm ăn bún nào. Đây cho thì bún. Bún rồi ăn đi rồi. Chú đói thì vẫn ăn. Chờ các chú tí ăn nốt cái này là về. Ngủ đi, ngủ trước đi. Ngủ đi, nằm đi, nằm đi, nằm ngủ đi. Căn bản là không ăn được riêu cua thì phải chịu thôi. Ông này có vẻ là hơi hình án rồi đấy. Nhưng mà ngon không? Hỏi là cô ở đây món là tu đù cua già cái con me e cui à? À cui à. Ngon không? Ngon. Đây là bò xả bò. Đây. Bò tươi với là bò ăn rất là mềm đấy. À. Đấy phải làm bát bún nữa. Lần đầu tiên thì nói nhiều như này đấy. Thế à? Bây giờ cứ ít nói là ăn nhiều. Thôi được rồi, nốt món này nhá. Em ơi, cho anh tính tiền em ơi. Cho xin đi riêu nữa. Cho anh tính tiền cái. Xin đi riêu nữa. Ăn lắm nha. Lôi, gì đây? Ngủ đi, ngủ đi. Tí lôi đi bơi không? Đi à. Hả? À, thế đi. Cô lại về live stream của các chú đi bơi. Mình nói trẻ tính tiền cái ông nháy mắt nhận lễ như này rồi. Không được đâu, lôi. Ngủ đi. Cô lệ. Cái này còn cũng à? Đi ra đi. Cái này lên đây. Đi đâu đây? Không, không có. Đi đâu? Cứ ngồi đây với em. Gọi thanh toán. Cô lệ ơi. À không, gương. Cô lệ ơi. Cô lệ. Cô lệ ơi. Alo. Cô lệ. Ra đây rồi, ra đây rồi. Chờ tí đây với anh Tiến ra đây rồi nhá. Cô lệ. Ok ra đây rồi. Ok ra đây rồi. Cô lệ ơi. Tí mà mình cái nhá. Tí mà mình cái nhá. Ok. Tí mà mình cái nhá. Ông ơi cho em tiền thôi. Chị ơi cho em xin phép ạ. Cho xin phép gửi tặng mình quyển voucher chị nhé. Vâng. Đây là quyển voucher có thể áp dụng được tất cả các nhà hàng trong hệ thống của nhà hàng bên em ạ. Và có thể áp dụng được cả miền Nam và miền Bắc các chị ạ. Ôi nhiều như này là chị. Dạ vâng ạ. Lời to rồi. Yeah. Em cảm ơn dạ, em. Vâng ạ. Dạ.